2 xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùa Đùa, bên viên tàu lao chào với đao Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli và Đại Lâm Xịn Bên Lê. Đi trước bàn đồng kính là mời cặp của Tiến Mạnh và Vũ của Vĩnh Phúc, Thổ Tang Vĩnh Phúc. Còn bên kia là Chuối Bình Dương bỏ 3m trên 12m nha các bạn. Bên đây là 12m, còn bên kia là bỏ 3m trên nha. Bên đây chấp bên Chuối Bình Dương 3m trên. Tỷ số là 1-2. Đây là cuộc đối đầu anh em miền Nam gặp anh em miền Bắc. Kèo này sẽ rất khó khăn cho Chuối nha, vì cặp của Vĩnh Phúc rất đều. Kèo này quan trọng là Chuối pin bọng như thế nào thôi nha các bạn. Quá hay. Đứng bên trái màn hình của Lâm là Tiến Mạnh, còn bên phải là Vũ Thổ Tang. Đấy là Tiến Mạnh tấn công Chuối Bình Dương. Lại là Tiến Mạnh đánh bóng ra ngoài. Liếp rồ, liếp rồ. Chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai đầu mỏi vai gáy 145.000 một chai. Đặc biệt có chai bôi nóng lạnh 105.000. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều luôn ủng hộ đồng hành cùng kênh Đại Lâm Bùa Đùa và Liếp Rồ. Tỷ số đang là 2-2. Các cầu thủ rất khỏe, tay rất khỏe. Quá hay cho Chuối Bình Dương. Và đáng tiếc cho Vũ Thổ Tang vậy rồi. Pha bóng đi rồi, bóng đi ra ngoài. Đáng tiếc cho Vũ Thổ Tang. Một pha thiếu cảm giác canh liêm gì rồi cho Vũ gì rồi. Baby 3-2. Nghiêng về cho Chuối. Quá khó cho Chuối. Một pha trả đòn của Vũ Thổ Tang. 3-2. Bay. Kèo này có thể nói là thể lực là quyết định cho trận đấu này nha các bạn. Chuối Bình Dương quá mệt rồi. 3-2. Bốn tốt, 4-3 cho Chuối. Quá hay cho Chuối. Quá hay cho Chuối, một pha trả đòn quá gắt vừa rồi của Chuối. Tỷ số là 5-3. Hiện tại bây giờ là
Vũ Thổ Tang đang đứng bên trái và Tiến Mạnh đứng bên phải. 5-3. Lại là Vũ Thổ Tang tự sát tại nơi. 6-3 đội sân. Libro và Libro chơi nóng và chơi lạnh 135.000 một chai. Chơi đồ mỏi vai gáy 145.000 một chai. Đặc biệt có chai bôi gel nóng lạnh 105.000. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Quảng cáo hoài không thấy ai mua. Quảng cáo mãi, quảng cáo hoài. Đang đo lim và canh lim. Đây các bạn thấy không? Chuối bình dương là từ 12 mét đây nha. Đây lên đó là bỏ 4 mét luôn nha các bạn. 4 mét nha. Là chuối chỉ còn có 8 mét thôi. Từ cái dây đó về cái 12 mét là chuối chỉ còn có 8 mét thôi. Bên kia là 12 nha. Chuối còn có 8 mét thôi. Sáu ba. Xa xa bên kia là Tấn Anh của miền Bắc, là một trong những solo key hiện tại bây giờ gần như là hay nhất của miền Bắc hiện tại bây giờ là Tấn Anh. Ở ngoài có Úc đẹp trai. Bóng tốt 7-3. Úc đẹp trai. Xỉn xỉn Cường Kem. Gơ Tây. 7-3. Quá hay cho chuối. Có thể nói đường bóng của Tiến Mạnh rất khó chịu. Hiện tại bên kia là đứng bên phải màn hình của Lâm là Vũ Thổ Tang và bên trái là Tiến Mạnh. Phước Tim là người đang canh lim cho chú Bình Dương. Phước Tim đang canh lim. Phước Tim đang làm, xin lỗi các bạn, chuối đang điều nắm giữ tình hình pha bóng vừa rồi. Chuối cảm giác quá tuyệt vời pha bóng vừa rồi. 8-3. Quá khó cho chuối. Đây một pha ra đòn quá hay vừa rồi của Tiến Mạnh vừa rồi. Bốn tám. Buôn ram bay 4-8. Bóng tốt 5-8. Một pha quá khó cho chuối Bình Dương vừa rồi. Chuối Bình Dương là gốc của Châu Phú, An Giang cùng với Thanh Nhỏ, Tấn Đen. Đấy là thị trấn Cái Dầu là huyện Châu Phú nha các bạn. 6-8 tới công chuyện rồi. Chuối Bình Dương vừa có 2-3 pha không được ổn. Đây là Phước Tim, Tân Trụ Long An. Phước Tim. Rồi tiếp tục 6-8. Ramui Krambay rất khó khăn rồi nha. 12 điểm tới. Quá hay và cảm giác của chuối vừa rồi. Cô Tên Phà quá tự tin cho chuối Bình Dương.
96. Quá hay cho chuối. Thể nào một pha đẳng cấp của chuối vừa rồi các bạn ơi. Đẳng cấp thật sự. Pha bóng vừa rồi. Cho bạn đó chỉ có Đại Lâm đứng ngay đó thôi mới lấy được thôi. Không sao. 16. Chuối cảm giác quá tốt pha bóng vừa rồi các bạn, quá tốt. Lại đều chuối chạy, quá hay cho chuối, giò gà. Chuối làm gì đây? Quá hay. Làm gì đây? Chuối làm đây, lại là chuối. Tiếp tục là chuối làm gì đây? Bóng ra ngoài. Đang tiếc cho cặp Vĩnh Phúc vừa rồi. Có thể nói một pha điều đào của chuối. Thở không nổi thật sự các bạn ơi. Đang tiếc cho cặp anh em Vĩnh Phúc đánh bóng ra ngoài. Mười một sáu. Một sáu. Lại là chuối cảm giác quá ghê. Thầy nói một pha cảm giác tuyệt vời của chuối vừa rồi. Chuối Bình Dương hạ knock out cặp anh em Vĩnh Phúc miền Bắc vừa rồi. Chuối 8m đích 12m và bên kia là 12m. Đẳng cấp của chuối lên tiếng các bạn, quá hay cho chuối.